Tại Trung Quốc thì gần 70 thành phố đã phát đi cảnh báo nắng nóng cao nhất, cảnh báo màu đỏ trong thang 4 màu. Mùa hè ở đây đang có hai hình thái thời tiết trái ngược nhau. Mưa lũ nặng nề tại nhiều tỉnh thành phía Nam và nắng nóng cực độ tại nhiều tỉnh thành khác. Giới chức Trung Quốc thì cảnh báo các thảm họa thời tiết thì có thể xảy ra từ giữa tháng 7 do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Phóng viên Thái Bình thông tin từ Trung Quốc. Thượng Hải ghi nhận 6 ngày liên tiếp nhiều khu vực nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Dự báo nền nhiệt độ cao sẽ kéo dài đến hết tuần. Kể từ năm 1873, Thượng Hải chỉ ghi nhận 15 ngày có nhiệt độ trên 40 độ C. Nắng nóng cao độ tại thành phố 25 triệu dân, trong tình cảnh gần phân nửa số quận phải xét nghiệm đại trà vì biến thể Omicron, khiến cho cán bộ y tế vất vả trong những bộ đồ bảo hộ y tế kín mít. Thành phố Nam Kinh, Vũ Hán, Trùng Khánh cũng rơi vào chảo lửa như Thượng Hải. Tỉnh Thiểm Tây, Chiết Giang, Tứ Xuyên luôn có nền nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C. Nắng nóng khiến cho mặt đường nhiều nơi bị chảy. Chống chọi phổ biến là phun nước hạ nhiệt độ mặt đường, dùng hệ thống phun sương mái nhà hay dùng quạt hơi nước trong nhà. Thậm chí một số nơi người dân xuống hầm trú ẩn để tránh nóng. Chuyên gia y tế cảnh báo, người già, người sức khỏe yếu, trẻ nhỏ phải được hướng dẫn cách chống nóng. Các điểm vui chơi công cộng được chính quyền tăng cường phun nước. Dự báo trong đợt nắng nóng này sẽ tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung và khu vực sông Trường Giang trong vòng một tuần lễ. Cơ quan chức năng cảnh báo các địa phương triển khai các biện pháp để đối phó, nhất là giảm các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, xin cảm ơn anh Thái Bình.